Hello, anh em, hello anh em. Anh em là chưa nhấn like cho tôi nha. Game này cảm giác là mình bắn hết rồi đấy. Cảm giác thôi. Cho mic to lên nữa. Mình sẽ để điều chỉnh cái. Ui. Baby chào nụ hôn bi su su bi su bi su bi su bi su bi su bi su. Trời ơi, ăn cái mạng đầu chả mua được cái gì, không mua gì luôn, giữ tiền luôn. 325 vàng phới chưa, cho mạng đầu đi, về mua nước mắt rồi. Hồi lòng thiệt á. Bị kệ thiên thập bí ẩn đồ. Sáng tạo ha. Hướng SG mới sửa cái nội tại kìa. Để mình giữ cái hồng áo lại, mình bớt nó nè. Ok, mình bớt nó, mình bớt nó, mình bớt nó, mình bớt nó. Rồi, double kill cho xỉ đời chứ đâu nữa. Giữ hồng áo lại, bớt nó cho lát lên đã. Ê pha, anh em cứ bình tĩnh, không dễ vội cả. Nó vừa thấy chết thì nó chết là còn gì vội. Rồi, nó xuống gần boss luôn á chứ. Rồi mấy quầy đứng xuống gần boss nha, đứng đây lấy tầm nhìn cái. Đứng xuống gần boss nha, biết lắm mà. Nè, Elad nè. Đánh mà biết người ta làm gì hết luôn á. Nhưng mà vẫn chết. Khờ. Hay. Hay Hương ơi, Hương kéo vô hay rồi. Đỡ mạng ghi lời chứ ai lời. Tại vì biết sao đỡ mạng lời không? Thứ nhất là AD ăn mạng, bên kia support ăn mạng. Thứ hai là mình có kèo 15 mạng, chuẩn bị có 50k. Hai bên đúng kiểu mau chiến luôn, gặp là kéo, gặp là kéo rồi trời. Không có bài bản, không có gì luôn. Cường sắp xuống gần hay sao á. Đồ quỳ khó né lắm á. Rồi gờ lên. Hay quá. Hùng. Tặng nó một nụ hôn bisu. Tặng nó một nụ hôn bisu. Vi su. Chúng này biến về đúng không? Ơi. Ẩu nha. Mình lấy sắp cả tới à. Mình lấy không lát ha. Nè, kéo. 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 Rồi. Kéo xong rồi. Ủa này cầm bữa kiếm mày ra. Trời. Agam. Ừ, không chết được. Không thể nào chết được á. Ây da, à, giờ chết rồi đó. Đồng hồ. Kéo. Chưa hồi, nè, đứa phá mất tím này, nè. Tử bắn nè. Má ơi. Blitz ra tới, Blitz ra tới. Chạy, Blitz ra, lắm thật quá. Blitz ra tới. Thôi mà Hương. À, sợ nó xì bà. Xì bà. Ờ, đứng nó biến về. Ờ, đứng nó biến về. Agi đang bít trụ. 3, 2, 1. Chắc cho biến về lắm. Agi lấy trụ cho tôi. Chắc cho biến về lắm. Xuống găng người ta đâu biến về dễ hả? Đâu ra. Nè, kéo. Ủa lắc. Window. Ấy dùng e counter để dựng chết. À, e góc hơi gần, e xa xíu. Chạy
KPI, chạy KPI 15 mạng, chạy KPI nào. Gần bên kia nó cũng chạy KPI kìa. Phút thứ 11, cấp 5. Hay quá. G ăn 3 sau bỏ xe nha. Đừng gứt lượng Raven này nha. Vì 50k cho nên đơ sorry nha. Vì 50k chứ không vì 50k là phải nó nhường PK à. Sống trên đời nào cũng mới chơi thì. Ai da, à. Trời ơi, có lát rồi hả? Đơ quýnh con này á, khi đơ chưa có đồ, đơ một đồ á, đơ còn kiểu chiêu chiêu, chứ đơ hai đồ là đơ quýnh là gúng màn hình luôn á. Chuẩn bị gúng màn hình đó. Dùng cái lát cảnh cáo đấy. Quýnh SQ 2 đồ lên cung màn hình đó. Ơ 15 mạng, 15 mạng. Ơ súng đã lên nọc. Rồi 3 đồ rồi. Bể màn hình luôn chứ cung màn hình gì đó. 3 đồ là bể màn hình nè. Vô bể màn hình nào. Ủa mấy ông không biết mấy pha chơi SQ mấy ông quỳ lát, lát là tăng đam à. Không biết à. Khoảng cách nó gần là tăng đam đó. Không biết à. Vậy mà kêu thợ. Ủa, thầy thợ chết. Nè mấy ông nè coi nè, Wisa bao nhiêu máu nè. Wisa nè có 488 máu rồi đúng không nè, 600 mấy máu, thấy chưa, thấy chưa, dùng lát tăng đam tao biết được chết đó. Đấu game 773 đã rescan 50.000 đồng. Tra keo 15 kill game sau Saya nhé. Ok nha, cảm ơn nha, đây cảm ơn nha. Ok ok, uy tín uy tín. Lớn uy tín đặt lên hàng đầu. Kênh này kêu thầy thợ mà mấy cái quy tăng đam mà không biết. Nhìn mà đồ thầy thợ. Biết thầy gì nữa. Rồi rồi rồi. Mình bị băng lé là vậy nào. Đời băng lé. Tuy đời đang chơi game nhưng mình đời nhìn chung à. Băng lé. Vậy bên kia bỏ cuộc vậy, bên kia bỏ cuộc vậy. Legendary. Quy nè. Lại quy nè. Hụt nè.
Tại sao có 21 phút 43 mạng? Tại sao? Vì đây là gân vậy chứ sao? Anh em nhớ like subscribe kênh cho tôi nha.